hiểu chỗ này không? Bạn nào thắc mắc chỗ đó hiểu chưa? Em hiểu rồi cô ơi. Ừ, nó là lý thuyết khoa học mà, cho nên muốn áp dụng thì nó lại phải phải được thể hiện qua các cái sản phẩm, tức là qua sáng chế. Ừ. Thế còn cái việc chia nhóm các bạn lúc nãy này, nhóm thì những cái thành viên trong nhóm thì các bạn cứ cứ lưu lại đấy. Sau này đến khi mà chúng ta làm bài tập nhóm thì các bạn làm xong các bạn sẽ chuyển danh sách những người làm cho tôi, thì lúc đấy tôi mới chính thức là cho điểm những ai có tên trong cái điểm và trong danh sách các bạn cho ấy, ai làm thì mới có điểm nhé, chứ cũng không cần chuyển cho tôi bây giờ đấy, ai làm mới có điểm, bạn nào đóng góp nhiều thì điểm sẽ nhiều đấy. Cái điểm nhóm này tôi nghĩ này, một cách là tôi sẽ cho tổng điểm đấy, tôi đọc tổng điểm trên 100. Tổng điểm trên 100 chẳng hạn, ví dụ như là nhóm có 10 người mà cho 90 điểm thì nếu các bạn trung bình thì sẽ được 9 người, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là chúng ta sẽ không chia đều vì chúng ta làm điểm nhóm, nhưng thực chất công sức chắc chắn là đóng góp khác nhau. Bạn nhóm trưởng, bạn nào tắt mic thì cái này, bạn bạn nhóm trưởng sẽ phải có trách nhiệm chia đều việc cho các bạn đấy. Nhưng mà mặc dù chia đều thế nhưng công sức đóng góp chắc chắn là và chất lượng đóng góp chắc chắn là nó khác nhau. Vì thế tôi cho rằng là cái điểm nhóm chúng ta cũng sẽ có sự khác nhau. Đấy, ví dụ bạn nào đóng góp nhiều, công sức nhiều thì điểm sẽ cao hơn các bạn khác. Đấy. Hiểu chỗ này không? Không chia đều. Bởi vì nếu chia đều thì rất dễ là cả nhóm, thậm chí là cả lớp có khi chung một hai loại điểm nhưng mà không chia đều. Ai làm thì có điểm, không làm thì không cho tên vào đó nhé. Cái này là bạn nhóm trưởng sẽ. Bây giờ cái việc chia nhóm thì dừng lại đấy này, là ta học tiếp về nội dung nhé. Ở đây là một số các cái sáng chế mà trên mạng có rất nhiều, thì các bạn có thể tham khảo. Cái này nếu mà các bạn tham khảo thì nó bổ sung kiến thức thôi. Rồi chúng ta tiếp một cái phần này tương đối nhiều. Cái phần này chúng ta sẽ học lâu. Một tiết chắc là không đủ. Nhưng mà chúng ta xem trước này. Ở đây tôi có 1, 2, 3 này. 4, 5, 6, 7 này. 8, thôi được rồi. 8 câu nhé. 8 cái câu danh ngôn khoa học này đều là của các nhà khoa học mà chúng ta đã quen tên tuổi rồi cả. Họ nói về khoa học như thế này, trước mắt là mỗi nhóm, đây chưa tính là điểm bài tập nhóm đâu, nhưng mà mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm trả lời một một câu nhé. Một bạn sẽ trả lời một câu, tí nữa các bạn là bạn nhóm trưởng sẽ thay nhóm trả lời, ví dụ câu một đấy, tất nhiên có những câu nó hơi hơi dễ, có câu khó hơn một chút đấy. Bạn nhóm sự mỗi nhóm một câu, nhóm 1 sẽ là câu 1, nhóm 2 câu 2, nhóm 3 câu 3. Đây, câu 8, 4, 5, 6, 7. Ta làm đến câu 8 thôi, còn câu 9 thì để tôi giải thích. Xem là người ta nói như thế này, nghĩa là nói về cái đặc điểm gì của khoa học qua một số các cái câu danh ngôn này, thì sau đấy sẽ tổng kết về các đặc điểm của khoa học. Bây giờ nhóm 1 này, nha. Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B, trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Câu này của Einstein đây. Câu này người ta nói đến, nói xem là trong cái câu này ý người ta nói những gì và cái gì là cái cần cho khoa học. Câu 2 này, khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Câu 3, nhóm 3 này. Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng, hoặc gieo trồng mà không thu hoạch. Nhìn rõ chưa? Câu 4 này. Câu 4, nhóm 4 này. Khoa học chẳng bao giờ giải quyết được một vấn đề mà không tạo ra thêm 10 vấn đề khác nữa. Đấy, câu này thực ra dễ quá. Nhưng mà phải hiểu nó, nếu như mà chúng ta có một cái nghiên cứu khoa học thì cái sự thể hiện chỗ này nó nằm ở đâu?
Khoa học chẳng bao giờ giải quyết được một vấn đề mà không tạo ra thêm 10 vấn đề khác nữa. Biết khoa học như thế nào cho nó khéo để không những nó giải quyết vấn đề mà nó lại tạo ra vấn đề cho người khác. Câu thứ năm, mọi môn khoa học đều bắt đầu bằng triết học và kết thúc bằng nghệ thuật. Đấy. Câu 6, khoa học cho chúng ta tri thức nhưng chỉ triết học mới cho chúng ta sự thông thái. Cái này nãy đã giải thích một phần rồi. Câu 7, một người thuộc về khoa học phải là người không có mơ ước, không có tình thương và chỉ là trái tim bằng đá. Câu 8, trong khoa học, thiên tài chẳng khác gì nhà hàng hải dũng cảm đi tìm và khám phá những lĩnh vực chưa ai biết đến. Đây là câu 1. Các bạn nhóm 1 suy nghĩ khoảng 2-3 phút rồi là trả lời nhé. Bắt đầu được chưa? Các bạn nhóm trưởng nhận bật mic lên để trả lời nhé. Bạn nhóm trưởng nhóm 1 đâu? Bạn nhóm trưởng nhóm 1 đâu? Dạ em ạ. Em có cần tham khảo ý kiến bạn, các bạn phải tham khảo, nếu không thì tự em trả lời cũng được. Dạ Trả vâng, lời em như đang thế. tham khảo. Nhóm 2, nhóm 3 nhìn rõ câu hỏi chưa? Nhìn rõ rồi nhé. Những câu này trên mạng có mà. Tất cả ở đây được lấy từ từ điển danh ngôn khoa học ở trên mạng. Thứ nhất, cô dùng cái slide lên cho nó chữ nó to to ấy, cô ơi. Rõ chưa? Được rồi cô ạ. Thế nào trả lời được thì trả lời nhá, 1 phút 2 phút nữa. Được chưa? Bạn nhóm 1 được chưa?
Nhóm 1 được chưa? Thế nhóm khác. Nhóm 1 được chưa? Đã có nhóm 1 trả lời. Ừ. Theo nhóm 1 thì dự như logic từ điểm A đến điểm B thì như là những cái mà trải nghiệm của mình hoặc là từ những người xung quanh ấy thì là những cái mà đã được chứng minh rồi. Còn trí tưởng tượng đưa ta đến mọi nơi, ví dụ như là chúng ta làm được những điều mà vượt ra ngoài những cái mà mình đã chứng minh nữa. Ví dụ như nhà bác học Edison nữa. Tức là nếu mà làm theo logic thì không ai có thể phát minh được ra bóng điện. Còn khi mà mình đi theo trí tưởng tượng ấy thì nhà bác học đã tìm ra được cái phát minh ra bóng điện của mình ạ. Vậy trong nghiên cứu học nó phải là sự kết hợp của cả hai cái này nhé. Dạ, một vâng. Là logic, hai là tưởng tượng. Nó sẽ thể dạ, hiện này. Cái trí tưởng tượng nó thể hiện đầu tiên là cái này. Khi mà anh định nghiên cứu cái gì thì ngay trước khi anh bắt tay thực sự nghiên cứu, anh đã phải tưởng tượng đến kết quả nghiên cứu, đúng chưa? Người ta phải tưởng tượng đến kết quả nghiên cứu sẽ như thế này hoặc sẽ như thế kia. Có thể cái tưởng tượng đấy sai, kết quả đấy có thể tưởng tượng sai, nhưng bắt buộc phải tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào thì lúc ấy mới nghiên cứu, chứ không phải là làm đến đâu biết đến đấy. Đấy, thì đấy là cái đầu tiên. Nên trí tưởng tượng là cái đi trước. Thế còn trong quá trình nghiên cứu thì đương nhiên phải dùng đến logic khoa học, tức là dùng đến các cái chứng minh, mà muốn chứng minh thì phải, tức là phải có logic khoa học. Thế logic chứng minh sẽ khiến người ta trong quá trình nghiên cứu khoa học, người ta có thể đi dần dần đạt được các cái kết quả một cách dần dần nhờ các cái logic trong chứng minh khoa học. Thế còn trí tưởng tượng sẽ giúp người ta mường tượng được kết quả khoa học và tưởng tượng ra các cái vấn đề sẽ nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, hoặc là thậm chí ngay cả kể các cái vấn đề mà sau khi kết quả nghiên cứu đã có em áp dụng vào thực tế ở đời sống thì nó sẽ như thế nào. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu thì logic và tưởng tượng là hai thứ rất quan trọng, trong đó tưởng tượng là cái bắt buộc ban đầu, và nhờ nó mà mới có, nhờ có tưởng tượng thì mới có nghiên cứu. Thế cho nên người ta nói là gì, thực chất là khi mà chúng ta còn bé thì người ta cái trí nhớ của chúng ta nó tốt thì rèn luyện trí nhớ, nhưng khi lớn lên rồi thì thay vì việc rèn luyện trí nhớ là rèn luyện trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng có một giá trị rất lớn. Đấy. Nó đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học thì ta sẽ phải tưởng tượng rất nhiều để dùng trong nghiên cứu. Đấy. Từ một cái vật này người ta nghĩ ra, thậm chí không phải nghĩ đến cái vật giống nó hay khác nó, mà còn nghĩ đến cả những cái loại mà tưởng như chả liên quan gì đến nó. Ví dụ như là từ giọt nước. Từ giọt nước người ta thấy cái gì? Người ta có thể tưởng tượng thấy đại dương, thấy sông, thấy suối, thấy hồ, thấy biển. Đấy. Thậm chí là thấy mây trời. Đấy. Thấy mây trời.
cái nước nó bốc hơi lại thành mây, rồi là gì, nó lại mây nó lại bay đi khắp nơi, cho nên không những thấy mây trời mà còn thấy gì núi đồi, thì nó mây nó đến núi đến đồi nó rơi xuống, rồi từ núi đồi rồi sông suối, từ núi đồi lại còn thấy gì, thấy hoa quả thảo mộc cây cối. Như vậy cái trí tưởng tượng trong nghiên cứu khoa học nó sẽ giúp người ta gì, tưởng tượng không những đến kết quả nghiên cứu mà tưởng tượng đến rất nhiều vấn đề xung quanh một đối tượng nghiên cứu. Đấy, trí tưởng tượng phong phú như thế. Đấy. Thế thì cái câu đầu tiên này người ta muốn nói là gì? Trong nghiên cứu bao gồm cả hai thứ, một là anh phải logic, có logic khoa học, hai nữa là rất quan trọng, đấy chính là trí tưởng tượng. Mà cái tưởng tượng đầu tiên chính là tưởng tượng về kết quả nghiên cứu. Được rồi, nhóm một làm là được rồi. Nhóm hai câu hai. Nhóm hai bật mic lên. Các bạn nhóm hai đâu? Có nghe được không nhỉ? Nhóm 2, nhóm Hoàng Sơn này. Đó, nhóm 2 trả lời đi. Nhóm 2 trả lời chưa? Trả lời đi chưa? Nhiều thời gian quá rồi đấy. Cái này nó cũng tính vào điểm chuyên cần trong khoa học đấy nhá, trong trong học tập đấy, trong cái điểm chuyên cần đấy có hai, một là gì đi học đầy đủ, hai nữa là học tập tích cực. Trả lời đi. Trả lời chưa? Đâu rồi nhỉ? Nhóm 3 có chưa? Em xin thay mặt nhóm 3 nêu cái, em nghĩ là đầu tiên khi mà muốn hiểu cái này thì em sẽ chia làm hai vế. Đầu tiên em sẽ hiểu nghĩa đen của câu nói trước. Tức là người ta sẽ đào mương để lấy nước hoặc là gieo trồng mà không thu hoạch thì sẽ gây ra sự lãng phí. Cũng giống như, tức là cái câu này sẽ được chia làm hai vế. Người ta áp dụng, người ta chia cái việc nghiên cứu khoa học ra, đem ra so sánh với cái việc trồng trọt trong nông nghiệp. Ví dụ như cô vừa nói là mọi cái nghiên cứu khoa học trước tiên đều phải có một mục đích. Như vậy thì nếu như chúng ta nghiên cứu khoa học xong mà chúng ta không áp dụng vào thực tế thì sẽ rất là lãng phí. Lãng phí tiền bạc, đầu tư và lãng phí về cả chất xám của những người đã tham gia và không có nghiên cứu nữa. Em nghĩ câu nói này rất giống với một câu nói mà trước đây em đã từng đọc qua. Có thể hiểu ngắn gọn hơn câu nói này là mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Em nghĩ là cái cốt lõi nhất của một cái vấn đề nghiên cứu khoa học chính là mình có thể áp dụng được những cái gì vào trong thực tế, đem lại cái gì cho loài người và xã hội. Vậy thì em đã từng đọc một cái đề tài nghiên cứu khoa học hay là một cái bài báo nghiên cứu khoa học nào chưa?
chính bản thân em cũng đã là một cái sinh viên tham gia À, nhóm làm nghiên đề cứu khoa tài học. nghiên cứu sinh viên Vâng. rồi đúng không? Vậy cái phần thể hiện ở trong cái đề tài em làm ấy nhá, Vâng. thể hiện cái tính tính thực tiễn này, em sẽ viết nó ở trong phần nào của nghiên cứu của em? Tính thực tiễn ạ? Em nghĩ là nó sẽ ở phần ứng dụng và sẽ có một phần tiếp theo phần ứng dụng là phần phát triển. Tức là em nghĩ một cái nghiên cứu khoa học không chỉ là áp dụng ngay ở trong cái thời đại đấy, mà sau đấy sẽ là việc người sau khi đọc được cái bài báo của mình hoặc ai đó tình cờ đọc được bài báo của mình sẽ phát triển lên được cái gì, tính kế À, thừa. được rồi nhé, trả lời thế là cũng cũng tạm ổn rồi. Thế tôi nói thêm một chút này, ở đây người ta nói là gì, chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng hoặc gieo trồng mà không thu hoạch. Thế tại sao người ta không so sánh với cái gì khác mà người ta lại so sánh với việc đào mương gieo trồng thu hoạch? Cái đào mương gieo trồng thu hoạch là cái gì, là cái đầu tiên mà nó tạo nên, à, nó thiết thực cho con người, trong cái sự tồn tại của con người. Thế thì khoa học cũng thiết thực giống như những cái thiết thực khác cho con người. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, như tôi như bạn nói ấy, nếu như mà không áp dụng nó thì không những lãng phí về kết quả nghiên cứu mà còn lãng phí về về cả những cái điều kiện đã bỏ ra để nghiên cứu, đúng không? Đấy, các cái điều kiện để có được kết quả đấy, lãng phí kết quả nghiên cứu đã đành, còn lãng phí các cái điều kiện nghiên cứu đấy nữa. Thế thì đây chính là cái tính thực tiễn trong nghiên cứu học. Cái phần mà thực tiễn này khi mà chúng ta triển khai trong nghiên cứu ấy, trong đề tài, trong khóa luận hay trong một cái bài báo khoa học, bắt buộc đấy, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi này là dùng đề tài hay dùng cái kết quả nghiên cứu này vào việc gì, ở đâu, khi nào. Cái này trong phần kết luận của một cái nghiên cứu khoa học sẽ là cái phải viết rất cụ thể là rõ nhất đấy. Sau này chúng ta làm khóa luận đại học hay chúng ta viết báo, trong cái phần kết luận sẽ có một cái nội dung, đấy là gì, hãy chỉ ra kết quả nghiên cứu dùng vào việc gì, ở đâu, khi nào. Đây là cái quan trọng. Và trong một số các cái lý do để chọn đề tài nghiên cứu, để chọn vấn đề nghiên cứu thì bắt buộc anh phải trả lời câu hỏi là cái vấn đề nghiên cứu đấy có giá trị thực tiễn gì. Thì đây chính là cái câu nói đến giá trị thực tiễn, tức là giá trị phục vụ đời sống. Nói tóm lại là từ tất cả những gì khoa học mà con người nghiên cứu ra được để phục vụ đời sống. Thế thì trong nghiên cứu học, cái tính thực tiễn này nó sẽ thể hiện ở hai chỗ. Trong cái phần đầu tiên anh phải trả lời câu hỏi tính thực tiễn trong lý do chọn đề tài, và phần trả lời kết luận là trong kết luận anh phải trả lời rõ nghiên cứu dùng vào việc gì, ở đâu, khi nào. Đến khi chúng ta viết các cái báo cáo học chúng ta sẽ để ý chỗ này nhé. Cái câu 3 là xong này. Câu 2, nhóm 2 được chưa? Câu 4. Nhóm 4 được chưa? 4, 5, 6, 7. Nhóm nào được thì trả lời trước. Nhóm nào được trước trả lời trước. Nhìn rõ không? Bạn nhìn rõ không? Các bạn nhìn rõ không? 4, 5, 6, 7 các nhóm trả lời đi. Nhóm 4 đâu? Bật mic lên. Nếu không thì tôi giải đáp nhé.
Đây là đáp câu 4 nhá. Khoa học chẳng bao giờ giải quyết được một vấn đề mà không tạo ra thêm 10 vấn đề khác nữa. Đấy. Chỗ này chúng ta hiểu như này này. Khi mà chúng ta viết một trình bày một cái nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khi viết nghiên cứu khoa học, đấy, thì chúng ta đương nhiên là chúng ta phải giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta định nghiên cứu. Nhưng trong cái phần trong quá trình viết đó, khi người khác đọc, bao giờ người ta cũng đã sẽ nảy sinh được các cái ý tưởng nghiên cứu khác, giống như việc chúng ta đã đọc nghiên cứu của người khác và chúng ta đồng thời có được ý tưởng cho mình, thì đến lượt nghiên cứu của chúng ta cũng phải trở thành cái để gợi ý tưởng nghiên cứu cho người khác. Cái này rất cụ thể trong phần kết luận của nghiên cứu. Trong kết luận của nghiên cứu sẽ có một cái phần phải viết rất rõ, đấy là chỉ ra những cái hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Trong kết luận có 3 phần. Phần đầu tiên là tóm tắt những kết quả mới của nghiên cứu. Phần thứ hai chính là chỉ ra ứng dụng của nghiên cứu vào việc gì, ở đâu, khi nào. Và phần thứ ba chính là chỉ ra hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài, của vấn đề nghiên cứu. Như vậy nếu như anh viết khoa học khéo là anh phải viết không những giải quyết được vấn đề nghiên cứu mà anh còn phải viết gợi mở được ý tưởng nghiên cứu cho người khác. Thì lúc ấy mới là viết khéo. Còn nếu mà chúng ta đọc một cái nghiên cứu mà sau đấy chúng ta không có được ý tưởng gì, hoặc người viết không gợi cho chúng ta được một ý tưởng gì, thì đấy hoặc là lỗi của chúng ta, hoặc sẽ là lỗi của người viết. Đấy, cho nên viết khoa học khéo là viết mà giải quyết được vấn đề nghiên cứu, đồng thời là phải tạo được ý tưởng nghiên cứu cho người khác. Hiểu chỗ này không? Các bạn bật nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 thôi nhỉ? Tôi giải thích câu 5 nhé. Mọi môn khoa học đều bắt đầu bằng ơi. Ôi cô, em thay mặt nhóm 5 em giải thích câu này ạ. Được rồi. Theo quan điểm của cá nhân em ấy, thì triết học thì là một môn khoa học ạ. Bởi vì là triết học thì là nhận thức của khoa học và nó cũng là một cơ sở của tư duy, trong khi đó là khoa học thì lại là lý luận của tư duy, khi đó thì khoa học chính là một môn triết học ạ. Một phần của triết học. Dạ vâng ạ. Và cái thứ hai ạ là khoa tất cả các môn khoa học sinh ra thì đều được sinh ra để phục vụ cuộc sống con người ạ. Mà cuộc sống con người thì bao giờ cũng trải qua những mà cuộc sống con người thì bao giờ cũng chứa cái đẹp ấy ạ. Thì cái cảm nhận về cái đẹp của mỗi người là khác nhau ạ. Thì cái cảm nhận đấy thì được gọi là cái nghệ thuật. Nghệ thuật. Ý vâng. Em nói là khoa học nó cũng mang cái đẹp, tức là nó như nghệ thuật. Dạ vâng ạ. Được. Còn gì nữa không? Vâng, em xin hết cô ạ. Ừ, được rồi. Nhá. Đấy đấy là một vài ý. Đấy. Thứ nhất, theo như bạn ấy nói. Đấy. Mọi môn khoa học bắt đầu bằng triết học, ý nói là gì? Ở đây ta phải biết, lúc nãy tôi đã nói triết học là cái đầu tiên chúng ta có được, đúng chưa? Trong triết học đấy có lịch sử, văn hóa, địa lý, thiên văn, có vật lý, có toán học, có rất nhiều thứ.
Thế thì người ta nói triết học là khoa học của mọi khoa học là vì thế. Cho nên là gì? Chúng ta uyên bác thì có thể là khoa học là uyên bác, nhưng thông thái thì phải nhờ đến triết học. Cho nên tại sao người ta gọi các nhà triết học xưa gọi là các nhà thông thái. Đấy, thông thái là dành từ dành cho các nhà triết học. Chứ không phải một người mà bình một người một nhà khoa học bình thường mà có thể dùng từ thông thái được cho họ. Thế tự, một là triết học là cái khoa học đầu tiên, trong triết học chứa tất cả những cái khoa học khác, tất cả các đối tượng của triết học cũng đồng thời là đối tượng của khoa học, không có gì thuộc về khoa học mà nó lại không thuộc về triết học. Đó. Cái thứ hai này, triết học tạo ra một hệ thống các cái thuật ngữ để dùng cho khoa học. Đấy. Cho nên tại sao ban đầu tôi nói là trong cái phần tài liệu tham khảo đấy, yêu cầu các bạn là phải đọc qua sách triết học, đấy, các thuật ngữ trong triết học. Ví dụ thế nào là khái niệm, đấy, thế nào là phạm trù, thế nào là các mối quan hệ đối lập, thế nào là nội hàm, thế nào là ngoại diên, rất nhiều nữa, đều là các thuật ngữ của triết học. Rồi các cái lĩnh vực, ví dụ như là các cái lĩnh vực về kinh tế thì trong triết học nó cũng có. Rồi các cái thuật ngữ về các cái cặp phạm trù thì trong triết học nó cũng có. Triết học cung cấp cho con người một cái khối lượng các cái thuật ngữ rất lớn dùng cho khoa học. Và thuật ngữ của triết học là thuật ngữ mà vô cùng chính xác. Có thể nói là nếu mà dịch các cái ngành khoa học khác thì các cái thuật ngữ chúng ta có thể, một thuật ngữ chúng ta có thể tìm được vài từ tương đương để dịch. Đấy. Nhưng mà đối với triết học thì cái từ, cái thuật ngữ của triết học ấy, dù ở tài liệu nào, người này viết hay người khác viết, có thể cũng chỉ dịch ra được bằng một từ mà thôi, chỉ có một từ chính xác nhất cho một thuật ngữ triết học, mà rất khó để tìm từ tương đương với nó. Đấy. Mà khoa học thì cũng cần cái sự chính xác về mặt thuật ngữ, nó cũng không khác gì các cái thuật ngữ chính xác ở trong triết học. Cái thứ ba nữa này, đấy, mọi môn khoa học bắt đầu bằng triết học và nó có một cái ý này nữa này. Không những triết học cung cấp một cái khối lượng lớn các cái thuật ngữ khoa học, mà triết học còn cung cấp cái con đường tư duy cho khoa học. Trong triết học nó có một cái câu mà lẽ ra câu này tất cả đều phải thuộc lòng, đấy là gì? Từ tư duy trừ từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng và sự nhận thức, nhận thức khách quan. Thì con đường nhận thức trong triết học ấy cũng chính là con đường của nghiên cứu học. Thực ra nghiên cứu chính là quá trình nhận thức. Đấy. Như vậy cái ý thứ ba là gì? Triết học đem cho người ta một cái con đường tư duy, mà con đường tư duy đấy chính là con đường tư duy sẽ dùng trong nghiên cứu khoa học. Đấy. Thế còn khoa học kết thúc bằng nghệ thuật là ý như thế này. Chúng ta phải hiểu thế nào là nghệ thuật đã. Một, nghệ thuật sinh ra là cái phục vụ con người, giống như lúc nãy bạn nữ nói. Vậy thì khoa học nó phục vụ con người, nó cũng giống như nghệ thuật. Đấy. Thứ hai nữa, sản nghệ thuật có được là lâu nay cái nghệ thuật mà chúng ta có được chủ yếu là nghệ thuật ngôn từ, đúng chưa? Trong rất nhiều các cái loại hình nghệ thuật, ví dụ như là văn học này, âm nhạc này, hội họa này, kiến trúc này. Đấy. Trong mấy loại hình đó thì cái loại hình nghệ thuật ngôn từ, tức là văn chương ấy, là loại hình nhiều nhất. Vậy thì gì? Khoa học khi mà chúng ta thể hiện nó, tức phải dùng ngôn ngữ mà thể hiện, giống như nghệ thuật văn chương dùng ngôn ngữ để thể hiện. Cho nên kết thúc của một cái nghiên cứu khoa học, tức là chúng ta có một cái sản phẩm khoa học được thể hiện bằng ngôn từ, thì đấy cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật là gì? Là việc sử dụng ngôn từ thôi. Thế thì khoa học thể hiện ra cũng bằng sự kết hợp ngôn từ. Kết hợp ngôn từ khác nhau sẽ tạo ra các cái nghệ thuật, các cái sản phẩm nghệ thuật khác nhau. Kết hợp ngôn từ khác nhau sẽ tạo ra các cái sản phẩm nghiên cứu khoa học khác nhau. Thế thì kết thúc bằng nghệ thuật chính là gì? Sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng giống như một sản phẩm nghệ thuật. Nó phục vụ con người. Nó mà nghệ thuật chính là cái đẹp như bạn nói. Sản phẩm khoa học cũng chính là một cái sản phẩm, một cái đẹp cho của người làm cho nó, tức là của nhà khoa học. Thế còn một vài ý nữa về câu này, nhưng mà thôi có lẽ là chúng ta chỉ cần hiểu đến đó thôi. Và như vậy câu này nó nói một là gì? Vậy ai làm ra nghệ thuật? Chính là người nghệ sĩ, nhà khoa học giống như các nhà nghệ sĩ vậy. Đấy. Nhà khoa học chính là các nhà nghệ sĩ.
Như vậy câu 5 dừng ở đấy nhé, câu 6. Hello, em thưa cô là em đại diện trả lời câu số 6 ạ. Ừ. Thì em có tìm hiểu được ấy, thì ở trong tiếng Anh thì cái từ triết học ấy, thì nó xuất phát từ Hy Lạp cổ đại và nó có nghĩa là tình yêu cho cái sự thông thái ấy. Thì triết học là một cái bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, về thế giới quan và vị trí của con người ở trong thế giới quan. Những cái vấn đề có kết nối với chân lý và sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ ấy. Thì triết học thì được phân biệt với những cái bộ môn khoa học thì bằng cách thức đó là phải giải quyết được những cái vấn đề ở trên và nó có tính phê phán, phương pháp tiếp cận và có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc, và nó có cái tính duy lý trong việc lập luận ấy. Thì giống như câu số 5 ấy, thì khoa học thì triết học là khoa học của mọi cái khoa học ấy ạ, là nó tạo ra một cái hệ thống các cái thuật ngữ ở trong khoa học ấy ạ. Thì thế nên là em theo quan điểm của em thì cái câu nói đó là khoa học thì cho chúng ta tri thức nhưng mà triết học mới là cho chúng ta sự thông thái, thì theo em là như thế. Ừ. Thế có nghĩa là bạn vừa mới cũng đã khai quát được một số các cái nội hàm của cái triết học đấy. Triết học nó rộng như thế cho nên đương nhiên nó đã bao hàm sự thông thái ở trong đó. Thế thì thế còn gì nữa không? Thì có thể là khoa học có thể được định nghĩa là các cái nghiên cứu kiến thức về các cái thế giới vật chất và tự nhiên dựa trên sự quan sát và thí nghiệm. Còn triết học thì có thể định nghĩa là những cái nghiên cứu về bản chất cơ bản của kiến thức thực tế và sự tồn tại. Ừ, được rồi, nhá, Vâng. rồi cảm ơn. Thế bây giờ tôi bổ sung thêm một ý này này. Triết học cho người ta con đường đi đến sự thông thái, con đường đi đến khoa học, đúng không? Triết học nó chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường đi đến khoa học, hay nói cách khác nó có thể cung cấp phương pháp cho chúng ta để đạt được cái gọi là khoa học. Nên người ta nói là gì? Thực ra cái kết quả khoa học nhiều khi không quan trọng bằng tìm ra được phương pháp nghiên cứu khoa học. Vì có phương pháp nghiên cứu khoa học thì chúng ta có thể đạt được những cái kết quả còn gì còn tuyệt diệu hơn nhiều. Đấy. Cho nên có phương pháp tốt thì nó có thể tạo ra nhiều các cái sản phẩm mà giá trị. Thế thì có cái triết học này chính là một cái một cái nó giống như một cái chỉ dẫn để người ta đạt được tri thức. Cho nên học môn này nếu chúng ta nắm chắc các cái thuật ngữ học và một số các thuật ngữ trong logic học, các cái thuật ngữ trong logic học thì trong các cái buổi sau sẽ nói, nhưng các cái thuật ngữ trong triết học đấy và các cái cách cái con đường tư duy trong triết học đấy, rồi các cái các phạm trù trong triết học nếu chúng ta khéo vận dụng đấy thì khi mà chúng ta trình bày khoa học nó sẽ rất logic, rất chặt chẽ và người đọc người ta sẽ không bắt bẻ được. Cho nên các bạn phải đọc về xem lại triết học nhé. Câu 7. Câu 7, nhóm 7 này, nhóm 7 đâu? Em ạ, Ừ. em đưa cô em xin trả lời câu này hay nhóm 7 là ý của câu này thì em không nghĩ là nó là con người, cái tương tác giữa người với nhau là trái tim bằng sắt đá đâu ạ, mà ý là nó không cho phép những kỳ vọng và mong muốn tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của mình ạ. Và một trái tim sắt đá ở trong trường hợp này thì không liên quan gì đến sự tương tác giữa mọi người, nhưng cách đầu tư cảm xúc vào công việc thì thay vì bạn nhìn vào nó một cách khách quan thì có thể khiến bạn mù quáng trước một sự thật ạ. Ví dụ như là nhà bác học Einstein ấy, người ta nghiên cứu ra cái bom hạt nhân thì đó là để phục vụ mục đích chung, lợi ích của cộng đồng và để đạt được một cái tri thức gì đấy, nhưng mà sau này không nghĩ đến cái tương lai là nó có thể giết hàng loạt người ạ. Nên cái nghiên cứu khoa học của Einstein là sau này ông cũng kể lại là đó là một cái sai lầm của ông ấy. Còn gì nữa không? Ở đây Em câu hỏi này, ở đây người ta nói là không có mơ ước, không có tình thương. Vậy thì trả lời câu này này, có người nào mà không có cái gọi là mơ ước, không có tình thương không? không ạ, em nghĩ là Ừ. không, ai cũng Vậy có thì mơ ước. cái người ta nói ở đây không phải là không có, mà phải là gì? Biết Một là có mà gì? biết bỏ gạt qua một bên Gạt bỏ, để hai là vượt qua, kiểu như thế nhá. Đấy. vâng.
Thôi được rồi, chúng tạm thế. Thế thì muốn hiểu câu này nhá, thì chúng ta phải hiểu các cái hình tượng ở đây này. Cái việc này tôi dùng hình tượng ở đây là câu này của Darwin đấy. Darwin chính là cha đẻ của thuyết gì? Thuyết tiến hóa đấy nhá. Thuyết tiến hóa. Một người về thuộc về khoa học phải là người không có mơ ước, không có tình thương, chỉ là trái tim bằng đá. Thế cái gọi là không có mơ ước, không có tình thương thì không có, không có ai như thế cả. Vậy ở đây làm khoa học tức là phải biết gạt bỏ, vượt qua cái mơ ước ở đây. Không phải là ý người ta nói là gì? Là những cái mơ ước có cho của cuộc sống tầm thường ấy. Đấy, những cái mơ ước tầm thường là phải biết gạt qua, vượt qua để đạt những cái mơ ước lớn hơn. Chính là gì? Mơ ước về khoa học. Mà cái mơ ước khoa học của cá nhân nhà khoa học cũng chính là gì? Lấy mơ ước của đồng loại làm mơ ước của mình. Đấy, lấy mơ ước của đồng loại đạt được kết quả khoa học làm mơ ước của mình. Còn gạt bỏ cái mơ ước tầm thường của mình. Cái thứ hai là gì? Vượt qua các cái cảm xúc trong nghiên cứu, phải tôn trọng tính khách quan của sự vật hiện tượng. Vượt qua cảm xúc để tìm hiểu đối tượng cho nó khách quan. Điều này nó thể hiện ở một vài cái cụ thể như sau. Thứ nhất, giả sử như nghiên cứu về con người nhé, thì người nghiên cứu người ta phải đứng trên lập trường là giống như là anh không có quen biết gì với đối tượng nghiên cứu cả. Đấy, anh không đứng trên lập trường tư tưởng của anh để chỉ trích hay là ca ngợi người ta. Đối với đối tượng nghiên cứu phải tôn trọng tính khách quan của nó. Đấy. Thế còn cái ý là chỉ là trái tim bằng đá này, thì vậy chúng ta hiểu cái ý này nó hơi rộng một chút. Thế chúng ta hiểu cái biểu tượng một chút. Người ta nói bằng đá đây là chúng ta không phải hiểu là hòn đá mà là hay tảng đá mà giống như cái núi đá. Đấy. Đá gì? Bản chất của đá là gì? Là cứng, là rắn, là to, là lớn. Đấy. Vậy thì nhà khoa học phải có một trái tim sắt đá. Sắt đá thứ nhất là gì? Là để sẵn sàng đương đầu với những cái sóng gió có thể gặp, giống như các mưa gió nó hay dội trên đá vậy. Trong cuộc sống, cái gì là cái hứng chịu nhiều mưa gió nhất? Đấy chính là đá, là núi đá. Đấy. Thế thì nhà khoa học phải sẵn sàng tâm thế để hứng chịu những thứ giống như là đá hứng chịu mưa gió vậy. Đấy là cái thứ nhất. Đá là thứ nhìn nó bên ngoài thì đơn giản xù xì xấu xí, nó giống như nhà khoa học nhìn vào thì không thể giống như là diễn viên điện ảnh được. Đấy. Muốn đẹp thì phải đi tìm diễn viên điện ảnh, còn muốn làm nhà khoa học thì nhìn bên ngoài phải giản dị. Đây người ta nói đến cái vấn đề thứ hai của nhà khoa học, ấy chính là giản dị nhá. Cái giản dị nhìn bên ngoài và có người ta nói là gì? Cái giới hạn tột cùng của thiên tài là gì? Đấy là sự giản dị. Nhà khoa học giản dị giống như đá ở ngoài trời. Cái thứ ba nữa, đấy. Có trái tim bằng đá có nghĩa là gì? Là anh phải kiên trì trong nghiên cứu, trong nhận định nghiên cứu của mình. Anh không thể dễ lay chuyển bởi cái gì cả. Đá là cái biểu tượng mà cho cái sự vững bền không rời đổi. Đấy. Anh nghiên cứu khoa học khi anh đã có định hướng khoa học, khi anh đã có những cái quan điểm của mình và khi anh đã mường tượng được kết quả nghiên cứu thì anh bắt buộc phải kiên trì với nó thì anh mới đạt được kết quả đó, chứ không thể giống như một người đẽo cày giữa đường. Đấy. Nếu ai đi qua thấy bảo phải đẽo chỗ này to hay đẽo chỗ kia nhỏ là theo thì như thế sẽ không thể nào nghiên cứu học được. Đây nói cái ý thứ ba có nghĩa là gì? Không những phải đương đầu với cái bên ngoài mà còn phải gì? Phải kiên định trong ý chí, kiên định với cái mục tiêu nghiên cứu, không thể dễ thay đổi mục tiêu nghiên cứu. Cho nên xác định mục tiêu nghiên cứu ban đầu là điều rất quan trọng. Làm thế nào đó để mục tiêu ấy được kiên trì, chứ nếu chúng ta không xác định được cái mục tiêu nghiên cứu ban đầu cho, hoặc là cái kết quả ban đầu không mường tượng cho nó thật cụ thể và lạc quan thì rất khó có thể hoàn thành nghiên cứu. Một cái nữa ở đây cái ý này thì nó hơi sâu một chút nữa này. Đá nhìn bề ngoài thì gì? Là cái thứ mà có thể mưa gió không thấm. Nhưng thực chất người ta bảo nước từ đâu mà ra? Nước chính là từ trong lòng đá mà ra. Nước trong nguồn là như thế. Thế cho nên nhà khoa học nhìn là bề ngoài thì giống như đá, nhưng bên trong thì là gì? Là mềm như nước. Nhìn cho nên là nhà khoa học là gì? Bền vững, không rời đổi, cứng sắt như đá. Thế mà là gì? Là có thể gì? Mềm dẻo, có thể là gì? Có thể động tĩnh, có thể gì, có thể trôi chảy như nước vậy. Cho nên
cái hình tượng đá ở đây chúng ta phải hiểu nó đa dạng một chút, ý nghĩa nó đa dạng một chút thì mới hiểu được thế nào là khoa học, thế nào là nhà khoa học. Thế còn nhiều các cái ý nữa, người đá thì nó do trí tưởng tượng của từng người, thì câu này nó hàm nghĩa của nó rất phong phú. Đấy, nhưng mà cái ý như bạn ấy cũng nói, ý mà nó nổi bật hơn cả đấy chính là gì? Đấy là phải biết gạt bỏ cảm xúc, gạt bỏ cái sự chủ quan. Trong nghiên cứu, cái thứ hai nữa là kiên trì, kiên định với ý tưởng nghiên cứu, sẵn sàng để nhận những cái kết quả có thể là, nếu mà chúng ta đã xác định nghiên cứu học thì có thể phải mường tượng trước kết quả có thể là nó sẽ sai lầm, có thể sẽ sai lầm, có thể sẽ thất bại, nhưng vẫn phải kiên định đi với cái ý tưởng, với cái tưởng tượng thành công ban đầu của mình. Yeah. Đấy là câu thứ 7 này. Câu 8. Câu 8 dễ lắm, còn câu 2 chúng ta chưa xử lý. Nhóm 2 chưa thấy đâu nhỉ? Nhóm 2 đâu? Nhóm 2 đâu? Nhóm 2 không trả lời à? Nhóm 2 trả lời đi. Trả lời được chưa? Nhận nhóm 2 mà không trả lời, còn nhóm 8 nữa. Không trả lời tôi giải thích nhé.
Câu thứ hai này. Thế à? Thế tôi hôm nay tạm dừng ở đây nhá. Hôm sau sẽ học tiếp. Vâng, em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào cô ạ. Hiểu thoát đi nha. Dũng đang đâu Dũng? Dũng ơi. Đang nhà Hiếu ơi. Thank you.